thoại lên bấm thời gian nha chị Thúy. Rồi giờ con có một xíu thắc mắc như sau này. Trong cái chiến lược các anh chị đầu tiên, chiến lược mà dược sĩ tư vấn chuyên nghiệp thì các anh chị có liên tục bổ sung các kỹ năng mềm và nâng cao kiến thức chuyên môn, nhưng mình không có liệt kê chi phí đào tạo ra. Tại vì chặt đào tạo các anh chị đào tạo như thế nào, tự dược sĩ đại học đào tạo các anh chị sẽ gửi đi cho các đào tạo, và cho dù là ai đào tạo cũng phải có chi phí. Và các anh chị sẽ đào tạo hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay sao, đào tạo nhân viên mới vô như thế nào và đào tạo thường kỳ như thế nào, này chưa nói rõ hết. Không có chi phí cho phần này, coi như là free, thuê là tôi không làm đâu. Rồi tiếp theo, mình có khuyến mãi theo mùa giảm giá tặng hàng kèm. Có phải việc kê chi phí ra đó, tại vì là không phải ưng là tặng được, mà phải có cái hạch ở đây nha. Rồi cái chỗ mà liên kết với nhiều công ty dược phẩm khác để đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, đồng thời giảm thiểu vốn đầu tư. Của mình liên kết với công ty thì mình sẽ được giảm thiểu vốn đầu tư như thế này. Không phải tôi ở chỗ này đó, là ví dụ như khi mà mình liên kết là mình sẽ có một cái phần chiết khấu hoa, dạ không ạ, chiết khấu hoa hồng. Mình bán được có nhiều sản phẩm, ví dụ như mình bán 100 triệu mình sẽ được 30 triệu, là có đó là cũng một phần giảm thiểu được cái vốn. Rồi. Như vậy là mình tăng doanh số thì mình mới giảm được, mình mới được chiết khấu hoa. Chứ đâu phải là mình liên kết với người ta mà mình được giảm đâu. Nhưng mình ý tôi là cái từ đó nó sẽ không được rõ. Rồi tiếp mình có chất lượng dịch vụ rồi mình giao cho mình nơi. Dạ. Chi phí với giao hàng đâu? Ai đi giao hả? Nhà thuốc của em chỉ có một dược sĩ trung cấp với một dược sĩ đại học thôi. Ai đi giao hàng trong nhà dược sĩ? Trong đó là có một dược sĩ đại học là Nguyễn Thị Minh Châu, là cái chị đó là chủ nhà thuốc luôn. Chị sẽ bỏ mà thời gian là em cũng có ghi rõ là trong một thời gian địa điểm nhất định. Ví dụ trong khi rồi nhưng phải có chứng minh chứ. Dạ đúng rồi cô. Sẽ được cộng gộp, nếu mà như vậy thì sẽ được cộng gộp vào, ví dụ như em mới là em giao cho chặt đi thôi, em chạy tới đó một tiếng thì chị có thể nào kiểu như là mình xem 10 ngàn hoặc là 20 ngàn gì đó được không? Nếu mà người cảm thấy không được đó thì mình có thể là hoặc là kết hợp với nhiều người một lúc như vậy đó cô. Không thì phải có chi phí ít nhất một lần, một ngày thì phải có 2 lần hoặc là 1 lần ship thì chị phải có tiền cho cái đó. Thì bạn tính thì nó đơn giản bằng cách là tính theo phí ship của Grab. Dạ. Thì bạn phải có cái vô ý cô, không phải là bạn làm sai, bạn làm đúng, là bạn làm thì bạn phải kê để cho các bạn của bạn nó hợp lý. Cái chỗ mà cái này lúc ngắn thời gian chờ đợi á, với cái khu du lịch á thì sức mạnh du nhập nó sẽ rất là đông. Mình chỉ có một hai người bán thôi, một dược sĩ trong đó có một dược sĩ đại học thôi, lúc ngắn thời gian chờ đợi như thế này. Mình đâu có nhiều nhân viên, đâu có 2 nhân viên hả? Rồi, có hồi nãy mình có dạy có ngồi thuyết trình, mình có nói là ai đó tới kê bệnh hay gì đó xong rồi sau đó mình mới giao. Thực ra tôi tới tôi kê bệnh là tôi lấy thuốc luôn, chứ còn mà tôi đợi cho tới lúc mà người ta giao cho tới cho tôi là thôi tôi đi uống thuốc của nhà thuốc khác rồi, nên cái chỗ đó không hợp lý ha. Trừ khi là họ có, tức là những người mà có bệnh nền mạng tính và tháng nào họ cũng sẽ có toa từ bác sĩ ấy, thì họ có thể gửi cho mình cái tay và mình giao thuốc cho họ theo đúng cái toa đó, thì giao đó thì nó hợp lý là họ không tốn thời gian chờ đợi. Còn việc đã tới nhà thuốc kê bệnh ra, kê dị chứng ra rồi mà không lấy thuốc là vô lý, rất là không được. Rồi cái chiến lược thứ tư, mở rộng thị phần. Mở rộng thị phần ở đây thì cô hiểu là cùng với một cái địa điểm đó nhưng mà bạn sẽ tiếp cận với nhiều khách hàng hơn và bạn sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Trong khi cái chiến lược của bạn đưa ra tại nhiều mối quan hệ, cái mối quan hệ đó chỉ giúp cho bạn nộp hồ sơ một cách nhanh hay gì đó thôi, đó gọi là những cái mảng không phải là chính thống, thì nó không thuộc cái này. Cái mở rộng địa phần là nói về kinh doanh, còn cái kia là bạn quy trình bạn làm gì đó tôi biết nên là không đưa ra đây được ha. Rồi tiếp theo, tham gia các nhà thuốc nhượng quyền á, là để thành đó là mình người ta bán lấy xong rồi mình cái vốn cái gì đúng không? Thực ra cái vốn đó là vốn của cá nhân, của người mở nhà thuốc chứ không phải là của nhà thuốc. Ví dụ bây giờ em có tham gia vô vốn của một cái nhà thuốc Eco hay nhà thuốc gì đó đi, thì là em đang phát triển cái thương hiệu của Eco chứ không phải em đang phát triển cái thương hiệu của em, cho nên không được tính là thị phần, đúng không? Rồi bán ngay sản phẩm của nhà thuốc thì hồi nãy đó là cái chỗ mà tôi rất muốn hỏi cho chị, là đã đụng trúng cái chỗ thứ đó rồi cho nên là giải thích rồi ha. Thành ra cái chiến lược thứ tư của em là không hợp lý ở đây. Cái chiến lược thứ nhất và thứ hai thì mình chưa có giải thích kỹ, được không? Còn những phần sau
À thì thành ra là mấy cái đó mình bổ sung cho nó cái chi phí thường xuyên hàng tháng nha, nó cũng nhiều lắm á. Có lại một cái chỗ là tiêu chuẩn chọn nhân viên của slide số 23, mình ghi cái số lượng là một dược sĩ trung học, mình nên ghi là một nhân viên bán thuốc, tại vì cái yêu cầu của mình là có bằng từ trung cấp dược trở lên, cho nên là có thể là trung cấp hoặc là cao đẳng hoặc là đại học luôn, thì mình ghi là nhân viên bán thuốc hợp lý hơn. Rồi hết. Không còn ăn có mắc gì không? Đầu tiên vô là thấy có dẫn dắt rồi đó, rồi thấy là được rồi đó ha.